Bí quyết giúp chủ nhà thuốc có đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Trần Vô Bảo, là nhà huấn luyện kinh doanh đào tạo xây dựng đội nhóm về ngành dược. Trong video ngày hôm nay, tôi cùng các bạn sẽ bàn luận làm sao chúng ta có một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp và đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp khác với đội ngũ dược sĩ bình thường của chúng ta như thế nào ạ? Thì đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp với góc nhìn của Bảo cũng như một số chuyên gia về lãnh đạo thì thứ nhất họ mang năng lượng lớn, thứ hai họ giỏi về kỹ năng và chuyên môn, thứ ba nữa là họ giỏi về kỹ năng bán hàng. Đặc biệt nhất đó là có một cái cung cách phục vụ khách hàng thật là tuyệt vời. Và tại sao chúng ta cần một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp như vậy? Vì thứ nhất là khi mà chúng ta có sở hữu được một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp thì khách hàng họ được thích phục vụ bởi đội ngũ này hơn. Thì từ đó họ yêu thương khách hàng, từ đó họ yêu thương nhân sự của mình. Vậy thì điều thứ hai đó là họ quay trở lại với cửa hàng của chúng ta nhiều hơn. Họ yêu quý cái cửa hàng, họ yêu quý cái thương hiệu, họ yêu quý nhân sự của chúng ta nhiều hơn. Thứ ba nữa là gì? Khi mà chúng ta có một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp như vậy thì cái khả năng nhân bản, nhân sự thì nó nhanh hơn. Thay vì chúng ta là cứ tuyển dụng, đào tạo xong cứ ra ra vào vào, và cái mất công thời gian đào tạo nhân sự mới rất là lâu. Thì khi mà nhân sự mới vào tay đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp thì khả năng đào tạo rất nhanh và nhân bản cái đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp này nhanh hơn. Thứ tư đó là gì? Với cái đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp này, chúng ta phát triển hệ thống một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và thần tốc hơn, để giảm đến cái tình trạng rủi ro thất thoát về tiền bạc cũng như là nhân sự khi mà chúng ta nhân rộng hệ thống ra. Đấy. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể có được một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp như vậy? Thì bước thứ nhất để có một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp mà chủ nhà thuốc nên lưu tâm, thứ nhất đó là chúng ta phải tuyển dụng đúng. Tuyển dụng đúng khác với tuyển dụng như thế nào ạ? Tuyển dụng đúng đó là chúng ta phải có các cái tiêu chí nhân sự như thế nào là phù hợp. Tuyển dụng đúng đó là tuyển chậm mà sa thải nhanh. Vậy trước khi muốn tuyển dụng đúng, vậy thì các bạn là những chủ nhà thuốc, những nhà lãnh đạo, các bạn phải có một cái bảng tiêu chí về nhân sự từng vị trí của một, từng vị trí của mình, từng vị trí trong cửa hàng của chúng ta. Ví dụ như dược sĩ về bán hàng, dược sĩ về tư vấn hay nhân viên về kế toán. Thì mỗi cái vị trí chúng ta phải có một cái tiêu chí riêng. Cái tiêu chí này phải phù hợp với cái tính chất công việc, phải phù hợp với văn hóa, phải phù hợp với cách làm việc của đội nhóm cũng như là hệ thống của chúng ta. Thì sau khi chúng ta có một cái tiêu chí về nhân sự rồi thì chúng ta bắt đầu mới tuyển dụng. Thì các bạn hãy nhớ đó là chúng ta tuyển dụng chậm mà chúng ta sa thải nhanh. Thì chúng ta không tuyển dụng ồ ạt, mà chúng ta chỉ tuyển dụng khi mà nhân sự phù hợp rồi thì chúng ta bắt đầu mới nhận họ vào làm. Thì sau khi chúng ta có được đội ngũ nhân sự đó rồi, phù hợp rồi, thì bước thứ hai chúng ta hãy thiết kế cái lộ trình đào tạo phù hợp với từng tâm lý của từng nhân sự một. Chúng ta có một cái lộ trình đào tạo chung, đó là tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba thì phải đạt được kết quả A, B, C, X, Y, Z gì đó. Nhưng mà tuy nhiên trong quá trình là đạt được cái điều đó thì mỗi nhân sự đến họ có một cái tâm lý khác nhau, họ có một cái trình độ chuyên môn khác nhau, họ một cái giới tính khác nhau và họ có cái mức độ hiểu biết tiếp thu nhanh nhạy khác nhau. Vì vậy là gì? Cũng là mục tiêu chung, nhưng mà đối với nhân sự chúng ta linh hoạt, chúng ta sửa đổi kịch bản, đào tạo họ để cho phù hợp với tâm lý của họ. Và sau khi chúng ta đào tạo cho họ rồi thì chúng ta cũng phải nắm bắt tâm lý của họ, để mà điểm mạnh, điểm yếu của họ, để chúng ta giao cho họ những cái việc đúng. Thì họ sẽ thích làm việc đúng với cái chuyên môn của họ, đúng với cái sở trường cũng như đúng với cái tâm lý của họ, đúng với cái điểm mạnh của họ, thì công suất làm việc nó đạt 200%, thậm chí 300%. Bảo ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như một người hướng ngoại thì các bạn hãy tập trung đào tạo cho họ về phát triển bản thân cũng như là tập trung cho họ đào tạo về bán hàng, giao tiếp. Còn một người hướng nội và họ không thích giao tiếp thì các bạn có thể tập trung cho họ phát triển về chuyên môn, và sau đó họ làm về kế toán, họ làm về sổ sách, về kho, rất là nhiều cái việc mà chúng ta có thể đặt họ vào đúng cái vị trí. Nếu như một người hướng nội các bạn đưa cho họ ra ngoài giao tiếp thì cũng được, nhưng mà cái hệ quả, cái hiệu suất công việc, cái kết quả công việc nó không được cao. Tương tự với người hướng ngoại, họ rất thích giao tiếp, họ được giao du, họ thích được sáng tạo. Nhưng chúng ta đưa họ vào làm kho, chúng ta đưa họ vào chỉnh sửa video, chúng ta đưa họ vào làm những cái việc mà sổ sách thì tất nhiên họ vẫn sẽ làm được, nhưng kết quả sẽ không bằng người hướng nội, cũng như là cái hiệu suất công việc nó sẽ không được cao, dẫn đến kết quả công việc không được như chúng ta mong muốn. Và đồng thời chúng ta đang làm cho họ có cảm giác không hạnh phúc và không happy trong công việc. Đó là bước thứ ba, chúng ta phải giao đúng việc. Bước thứ tư trong cái việc mà xây dựng đội nhóm nhân sự cốt lõi đó là chúng ta là đào tạo liên tục. Sau khi chúng ta tìm hiểu tâm lý của họ ở bước số 2 và giao đúng việc bước số 3, và bước thứ tư, bước thứ ba đó nữa là thứ tư đó là chúng ta đào tạo cho họ liên tục.
Đấy, chúng ta thường mắc một cái lỗi đó là chúng ta đào tạo trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và sau đó chúng ta không đào tạo nữa hoặc chúng ta chuyển giao cho người khác đào tạo. Thì nhân sự họ có một tâm lý họ thích học những người lãnh đạo, những người cấp cao, những người có chuyên môn cao hơn để họ có khả năng phát triển bản thân. Và cái lỗi thứ hai chúng ta hay gặp đó nữa là chúng ta không đào tạo liên tục. Vì vậy là đội nhóm chúng ta yếu và sau một thời gian họ sẽ hỏng kiến thức. Họ sẽ rơi mọt đi kiến thức. Chưa kể là chúng ta đào tạo cho họ 10 phần nhưng họ tiếp thu chỉ được 4 phần đến 5 phần. Như vậy là rất là cao rồi. Để mà họ giỏi lên 5 phần, 10 phần thì 7 phần, 8 phần, 9 phần, 10 phần thì chúng ta phải đào tạo cho họ tới 30 phần, 40 phần. Thì muốn cho họ giỏi lên 40, 50 phần thì chúng ta phải đào tạo cho 100 đến 200 phần. Tức là kiến thức nó sẽ rơi rớt đi dần. Chứ không phải chúng ta đào tạo như thế nào họ sẽ áp dụng, họ sẽ vận hành ngay được như vậy. Vì vậy là chúng ta cần đào tạo liên tục. Muốn có được một đội ngũ nhân sự giỏi, hùng mạnh và nhân sự chuyên nghiệp thì chúng ta phải đào tạo cho họ liên tục. Có chương trình đào tạo tuần, đào tạo tháng, đào tạo năm hoặc đào tạo quý các bạn nhé. Và việc thứ năm mà chúng ta phải làm đó nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta đào tạo xong rồi thì chúng ta giám sát và kiểm tra họ. Giám sát kiểm tra họ xem là họ học đến như thế nào, họ tiếp thu như thế nào và họ áp dụng vào công việc nó mang lại hiệu quả như thế nào, hiệu quả hay không hiệu quả. Nếu hiệu quả thì hiệu quả bước nào để chúng ta có thể tối ưu giúp cho họ hiệu quả hơn. Và nếu họ chưa hiệu quả vậy thì bước đó chúng ta đã đào tạo tốt chưa? Nếu chưa thì chúng ta đào tạo lại. Còn đào tạo tốt rồi nhưng mà họ không làm được thì xem rằng là họ đang khúc mắc vấn đề chỗ nào và vì sao họ không áp dụng được. Thì tức là chúng ta luôn liên tục là đào tạo và tối ưu kiểm tra họ, xem phát hiện vấn đề ở đâu để chúng ta có thể bù đắp ngay. Và xem cái điểm tích cực ở đâu chúng ta có thể đó là nhân bản ngay và chúng ta là giúp cho họ phát triển cái điểm mạnh của họ ngay. Và sau khi đào tạo liên tục rồi thì bước thứ năm để xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, dù sự chuyên nghiệp đó là chúng ta liên tục thách thức họ. Thì con người họ sẽ luôn luôn phấn đấu phát triển khi mà họ đạt đến điểm B. Nhưng mà khi họ đạt được điểm B rồi, không có tiếp tục điểm C thì họ sẽ dậm chân tại chỗ điểm B và họ có một cái tinh thần đó tự mãn, tự đắc. Nếu như cái điểm B này quá lớn như là được một số tiền lớn và những người khác không họ không đạt được mà bản thân họ đạt được sau khi họ nỗ lực thì điểm C chúng ta không đặt ra thì họ sẽ từ mà lại điểm B và dần dần họ bị thúi chột và dần dần khiến cho họ dậm chân tại chỗ. Vì vậy là chúng ta sau khi thiết kế được điểm B, gần đạt đến điểm B thì chúng ta phải có một cái lộ trình giúp cho họ đạt điểm C. Cái điểm C này điểm mà họ cũng khao khát, họ mong muốn hơn. Thì thực sự con người ai cũng có những khao khát và mong muốn hết, nhưng chẳng qua đôi khi họ không nhận diện ra được. Và đôi khi họ ngủ quên trên cái điểm B chiến thắng, hay người ta còn gọi là ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Vì vậy chúng ta hãy cho họ rằng là cuộc sống này là chúng ta không bao giờ có đỉnh vinh quang. Chỉ có một thành công nhất định một thời điểm. Một thời điểm đó các bạn đạt điểm B là các bạn đã giỏi. Nhưng mà để thành công hơn thì các bạn phải đạt điểm C, điểm D và điểm E và điểm F. Chúng ta không có đỉnh vinh quang. Vì vậy cái tinh thần làm việc liên tục phát triển và chúng ta liên tục thách thức họ. Mà để đạt được cái điều này thì chúng ta bước qua giai đoạn thứ 7. Đó là sau khi chúng ta thách thức họ rồi thì chúng ta liên tục tuyên dương và khen thưởng cho họ. Khi họ đạt những cái điều tuyệt vời nhất, họ đạt những cái điều khó nhất, hoặc họ thậm chí là họ đạt những cái kết quả ngoài sức tưởng tượng của họ. Đối với họ thôi nhé. Ví dụ như một ông chủ tịch tập đoàn làm một cái công việc về marketing, về X56 và doanh số thì đối với họ rất là đơn nhiên, rất là đơn giản với một hệ thống, một cửa hàng, 5-7 cửa hàng. Nhưng mà đối với một nhân sự mới thì kêu họ học trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần học hết cái khối lượng công việc của trong vòng 3 tháng thì đối với họ rồi ngoài sức rồi, phải không các bạn? Vì vậy là gì? Chúng ta liên tục tuyên dương và khen thưởng cho họ khi họ vượt qua chính bản thân họ, vượt qua chính mình. Và liên tục tuyên dương và khen thưởng họ khi mà họ vượt qua những cái thách thức và họ hoàn thành công việc sớm hơn cái kế hoạch. Vì vậy là chúng ta có cho họ một cái tinh thần là đoàn kết, một cái tinh thần là vượt khó. Thì từ đó họ cảm giác được sung sướng khi ở bên các bạn, họ được liên tục thách thức và phát triển bản thân. Có một câu nói đó là cá bơi ngược dòng với cá sống. Người sống là người luôn cảm thấy không cảm thấy thoải mái. Còn khi thoải mái là khi mà chúng ta nằm ở dưới mồ. Mà cá chết là khi cá bơi cùng dòng, xuôi dòng. Vì vậy là chúng ta hãy luôn thách thức và đặt ra những cái thách thức cho nhân sự của mình mà nằm trong tầm, trong với của họ. Chúng ta tránh cái trường hợp đó là thách thức hoặc quá sức của họ thì khiến cho họ là cảm giác là đuối sức và không làm được, họ tự ti bản thân, đôi khi là hệ lụy rất là đáng tiếc đối với nhân sự đó. Vì vậy là chúng ta phải luôn luôn theo dõi, quan sát cũng như là nắm bắt được tình hình họ, cái sức lực của họ và đề ra cái mục tiêu cho họ. Thường thường cái điểm C so với điểm B nó khoảng cao hơn 10% thôi, đừng cao hơn 30, 40 hay thậm chí 50%, khiến họ có cảm giác tiêu cực và khó đạt được các bạn nhé. Vậy thì để mà chúng ta xây dựng một đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp thì chúng ta phải tuân thủ đúng 7 bước trên. Thì chúng ta trong một thời gian dài, 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng thì chúng ta sẽ có một đội ngũ
dược sĩ chuyên nghiệp, và chúng ta tập trung đào tạo chất lượng hơn là số lượng. Thì chúng ta chỉ cần đào tạo trong vòng 5 người. Thì muốn chia sẻ các bạn một cuốn sách, đó là cuốn sách 45 giây. Các bạn hãy tập trung đào tạo 5 nhân sự thật giỏi, và sau đó hãy giúp cho 5 nhân sự này đào tạo ra 25 nhân sự tiếp theo. Tức là mỗi người sẽ đào tạo cho 5 nhân sự. Thì như vậy trong vòng 1 năm các bạn có đội ngũ dược sĩ khoảng tầm trên dưới 100-200 nhân sự, và họ đều đạt chất lượng cao hết. Vì vậy các bạn hãy áp dụng 7 bước này triệt để với 5 nhân sự đầu tiên của mình. Thì sau 1 năm các bạn sẽ có một đội quân hùng mạnh các bạn nhé. Các bạn hãy tập trung vào chất lượng nhân sự, đừng tập trung vào số lượng nhân sự các bạn nhé, để giảm cái chất lượng. Chúc các bạn thành công. Và nếu video này cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên là hãy bấm kênh subscribe YouTube của dược sĩ Trần Hoa Bảo, để các bạn khi mà Bảo cho lên sóng những video nào tuyệt vời nhất thì các bạn là những người đầu tiên nhận được những cái video tuyệt vời như vậy. Và hãy cho Bảo một cái chia sẻ để chúng ta có thể lan tỏa những cái kiến thức miễn phí tuyệt vời đến cộng đồng của chúng ta các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.